Tiên tri chuẩn xác tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 biết được mệnh trời, gặp thời phất lên giàu như vũ bão đúng 2 tháng tới. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phúc Tự Tâm ngày hôm nay. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, thuận lợi và thành công trong cuộc sống. Quý tín chủ thân mến, tiên tri biết trước được tương lai không phải là mục đích duy nhất mà chúng ta hướng tới. Tiên tri đã dự báo chính xác những sự kiện mà thế giới đã phải đối mặt đến mức trùng mình trong 3 năm trở lại đây. Trước cơn bão lớn, mọi thứ con sống đều êm đềm xuôi. Tình hình kinh tế thế giới và cả Việt Nam dường như đang hồi sinh trở lại. Dẫu đâu đó vẫn có những cơn cuồng phong âm ỉ chờ ngày bùng nổ. Thế nhưng các quẻ dịch báo trước rằng thế giới có thể sẽ lao vào vòng xoáy của đại hạn dữ dội hơn. Kinh khủng hơn mà điều này lại có liên quan đến vận mệnh của tất cả 12 con giáp trong hệ tử vi đậu số và đặc biệt ảnh hưởng đến con giáp tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Hiểu rõ điều này, các bậc thầy tử vi học kết hợp với giới tiên tri huyền học đã dày công luận giải và đúc kết ra lá số cải vận cho con giáp tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong năm 2024. Đặc biệt là trong 2 tháng chủ chốt giữa năm được coi là tháng quyết định sự giàu có hay lụi bại của con giáp này. Vậy vận trình tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong tháng 10 và tháng 11 năm Giáp Thìn 2024 âm lịch sẽ ra sao? Thầy tử vi có chỉ rõ điều gì để con giáp này có cơ hội đổi đời giàu có, sống cuộc đời hưng vượng vốn có của mình? Thì ngay sau đây mời tín chủ hãy cùng Phúc Tự Tâm đi tìm lời luận giải chi tiết cho lá số tử vi của chính mình. Tiên tri chuẩn xác tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 biết được mệnh trời, gặp thời phất lên giàu như vũ bão đúng tháng ngày mùng 10 tháng 8 âm lịch. Cuộc đời tuổi Đinh Tỵ gặp nhiều khó khăn vất vả ở tiền vận, nhưng khi bắt đầu vào trung vận thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Mỗi khi gặp khó khăn, Đinh Tỵ may mắn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ, động viên của người thân, gia đình, bạn bè. Bởi vậy họ sớm thành công và xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định. Đường tài lộc gặp nhiều may mắn, hiếm khi rơi vào cảnh túng thiếu. Cũng có khao khát rất lớn về tiền bạc, trí tuệ mẫn tiệp, quyết đoán dứt khoát, tốc chiến tốc thắng, coi trọng tư duy, linh cảm phong phú không ai sánh bằng. Người tuổi Đinh Tỵ có can và chi cùng hành hỏa lại tương hợp ngũ hành với nạp âm, thuộc lứa tuổi có năng lực thực tài, căn bản vững chắc, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời từ tiền vận cho đến hậu vận. Dù trong năm xung tháng hạn có gặp khó khăn trở ngại cũng dễ gặp quý nhân giúp sức để vượt qua dễ dàng. Sinh vào mùa hạ là thuận mùa sinh. Nếu ngày sinh có can giáp, ất, bính, đinh sinh giờ sửu mùi còn được hưởng phúc đức của dòng họ. Thời gian qua đúng là khó khăn vất vả nhiều không kể hết, nhưng Đinh Tỵ luôn nỗ lực mỗi ngày. Họ quyết tâm thay đổi vận mệnh. Chẳng thể chờ đợi vào chút lương cơm đó mà gánh vác cả gia đình vượt qua sóng gió được. Chính vì thế mà họ vắt óc suy nghĩ, đào sâu tìm tòi, làm thêm đủ nghề. Cuối cùng từ trung vận trở đi họ cũng tìm ra cách để gây dựng cơ nghiệp, được mệnh danh là một trong những con giáp kiếm tiền giỏi nhất thiên hạ. Bên cạnh đó, đa phần tuổi Đinh Tỵ cũng có khát khao lập nghiệp rất lớn. Bất luận là làm công việc gì, Đinh Tỵ cũng đều dốc sức làm cho bằng được, tận tâm tận lực làm đến cùng. Cho dù là việc đó có khó khăn cỡ nào, thậm chí là phải đánh đổi bằng nhiều mồ hôi và nước mắt. Chính sự bền bỉ quyết tâm cao độ này đã giúp họ tìm kiếm được chỗ đứng nơi làm việc, được cấp trên đánh giá cao, việc thăng chức tăng lương nằm trong tầm tay. Thêm một yếu tố đặc biệt khác, những chú rắn một đời gặp khá nhiều may, tài vận cũng rất hanh thông. Bên cạnh có quý nhân luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ, lại cộng thêm trí tuệ và năng lực của bản thân nên dù không tạo dựng được cơ đồ riêng thì tại nơi làm việc, Đinh Tỵ cũng thuộc nhóm nhân lực tinh anh.
ưu tú nhất, kiếm tiền giỏi nhất. Bước sang năm 2024, người tuổi Đinh Tỵ may mắn không gặp hình hay khắc thái tuế. Sự nghiệp dần bước vào giai đoạn ổn định, hứa hẹn một năm vàng son với nhiều cát khí vây quanh. Bạn làm gì cũng suôn sẻ, sự nghiệp hanh thông bất ngờ, đặc biệt bước vào tháng 10 và tháng 11 âm lịch tới đây. Bản mệnh liên tiếp gặp may khi được cấp trên tin tưởng, giao phó cho nhiệm vụ quan trọng. Con giáp này dốc lòng dốc sức vì công việc, từ đó vững bước trên con đường thành công. Tài lộc của Đinh Tỵ cũng sáng bừng rực rỡ. Nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, ký kết được nhiều hợp đồng có giá trị. Tiền lương tiền thưởng cũng dồi dào hơn trước. Tiền bạc cứ ào ào chảy về túi của bạn. Nếu con giáp này muốn đầu tư sinh lời thì trong năm nay sẽ được lợi rất nhiều. Hãy mạnh dạn nắm bắt thời cơ và chốt lời dứt khoát. Đánh nhanh thắng nhanh quý vị nhé. Đặc biệt, vận niên của người tuổi Đinh Tỵ trong năm Giáp Thìn 2024 là Thu Lộng Nguyệt, tức là mèo chơi trăng. Vận niên này giúp cho tất cả người tuổi Đinh Tỵ trong thời gian tới được hưởng vui vẻ, hạnh phúc, gia đình yên ấm, tình tiền như ý, con cái ngoan ngoãn, sự nghiệp công thành danh toại. Tâm trạng người tuổi Đinh Tỵ năm 2024 sẽ luôn phơi phới, tâm hồn nhiều mơ ước và tích cực lạc quan. Bên cạnh đó, người tuổi Đinh Tỵ năm nay có rất nhiều dự án công việc mới bận rộn. Bạn nên sắp xếp và có kế hoạch cụ thể từ đầu năm. Sự nỗ lực làm việc của bạn cuối cùng sẽ được đền đáp xứng đáng. Không chỉ đổi vận thoát khổ, trả sạch nợ nần mà còn giàu sang phú quý. Tiền tỷ cầm tay, mua nhà sắm xe sang, khiến ai ai cũng phải nghiêng mình kính nể. Sau đây là luận giải chi tiết về các phương diện công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của tuổi Đinh Tỵ trong tháng 10 và tháng 11 âm lịch. Tử vi sự nghiệp tuổi Đinh Tỵ tháng 10, tháng 11 âm lịch năm 2024. Trong 2 tháng tới, người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 may mắn được nhiều cát tinh che chở. Con đường sự nghiệp rộng mở thênh thang, gặp nhiều may mắn hơn bao giờ hết. Bạn bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi, cũng được người giúp đỡ. Chính nhờ vậy mà bạn càng lúc càng tự tin, sẵn sàng hiện thực hóa các kế hoạch của mình. Thời điểm này, người làm công ăn lương khắc phục được nhiều khó khăn trong công việc, thậm chí càng gặp phải khó khăn, bạn lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bản mệnh ý thức được đâu là thời điểm mình cần mạnh dạn thể hiện bản thân để ghi điểm trong mắt lãnh đạo. Bạn cũng tự tin hơn trong việc thể hiện suy nghĩ của mình. Chính vì vậy mà bạn đóng góp được nhiều ý kiến hữu ích cho sự phát triển chung của tập thể. Con giáp này cũng không ngại nhận những nhiệm vụ khó, ngay cả khi mọi người xung quanh đều tìm cách chối từ. Riêng tinh thần trách nhiệm này đã giúp bạn được đánh giá cao hơn nhiều đồng nghiệp xung quanh. Cát tinh đế vương xuất hiện là dấu hiệu tháng ngày mùng 10 tháng 8 âm lịch tới đây. Cơ hội để bạn được thăng chức, tăng lương là rất cao. Những cố gắng của bạn trước nay ắt hẳn đã được nhìn nhận và đánh giá xứng đáng. Hãy cố gắng đóng góp hơn nữa khi đứng trên cương vị mới. Bạn sẽ dần chạm tay vào mục tiêu mà mình luôn mơ ước. Với người làm lãnh đạo, bạn cũng khẳng định được uy tín của mình, khiến cấp trên thán phục và tôn trọng. Bản mệnh hoàn toàn có khả năng chỉ huy, dẫn dắt mọi người cùng đoàn kết để hoàn thành mục tiêu lớn lao. Người làm đầu tư, kinh doanh cũng nhận được sự tin tưởng của khách hàng hoặc đối tác. Bạn có thể dần suy nghĩ đến việc mở rộng quy mô buôn bán, sản xuất để dần dần thu được những khoản lời lãi lớn hơn bây giờ. Tuy nhiên, trong 2 tháng tới cũng không chỉ toàn những điều thuận lợi. Có một vài thời điểm, hung tinh ngũ quỷ sẽ đem đến kẻ tiểu nhân gây rối, khiến công việc của bạn gặp phải đôi chút trục trặc. Tuy nhiên, tử vi tháng 10 và tháng 11 âm lịch tuổi Đinh Tỵ cho thấy chỉ cần Đinh Tỵ bình tĩnh và tỉnh táo, bạn hoàn toàn có thể tìm ra cách giải quyết đúng đắn, thậm chí biến nguy cơ thành cơ hội, có thể làm giàu thành công đấy quý anh chị nhé.
tử vi tài lộc tuổi Đinh Tỵ trong 2 tháng tới. Người tuổi Đinh Tỵ cũng có cơ hội thu tiền về đầy túi trong tháng 10 và tháng 11 âm lịch tới này. Mọi công việc bạn bắt tay vào thực hiện đều đem lại những dấu hiệu tích cực. Nhờ vậy mà đồng tiền chảy vào túi không ngừng. Tử vi 2024 nhận định, con đường tài lộc của người tuổi Đinh Tỵ trong tháng ngày mùng 10 tháng 8 âm lịch xuân sẽ tăng tiến đến bất ngờ. Cục diện tam hội mang tới cho bạn nhiều may mắn về tiền bạc. Cả nghề tay phải lẫn nghề tay trái đều đem lại thu nhập khả quan. Được sự tương hợp thái tuế, công việc trên đà tiến triển mạnh mẽ đảm bảo cho con giáp này nguồn thu nhập rủng rỉnh. Bên cạnh khoản lương cứng, với biểu hiện xuất sắc của mình, Đinh Tỵ còn có thể nhận được các khoản phụ cấp, đãi ngộ, lương thưởng về trách nhiệm. Đặc biệt, việc ký kết hợp đồng, làm ăn diễn ra suôn sẻ. Vì thế, bạn có thể kiếm được một khoản lời lãi kha khá. Bạn không chỉ làm giàu cho chính bản thân mà còn làm giàu cho tập thể, cho những người theo sau mình. Các mối quan hệ rộng rãi cũng giúp bạn được tiếp xúc với nhiều cơ hội kiếm tiền triển vọng. Nhờ có bản tính chính trực, đứng đắn, bạn nhanh chóng mở rộng được mạng lưới khách hàng, đối tác, được mọi người yên tâm tin tưởng và mong được hợp tác dài lâu. Thêm vào đó, các mối đầu tư trước đó của bạn đang dần đem lại một nguồn thu ổn định. Điều đó khiến bạn ngày càng cảm thấy phấn chấn, lạc quan, tin tưởng hơn vào định hướng của mình. Khi cầm được đồng tiền trong tay, bạn cũng không ngay lập tức nghĩ tới việc hưởng thụ, tiêu xài lãng phí mà sẽ nghĩ đến việc tiếp tục đầu tư, khiến lãi mẹ đẻ lãi con, giúp cuộc sống gia đình thêm vững chắc, ổn định. Với người làm công ăn lương, Long Quang cho thấy bạn có thể nhận được sự đánh giá cao của người làm lãnh đạo, dễ có cơ hội được cất nhắc tăng lương, thưởng nóng, thậm chí có người được trao cho vị trí cao hơn, xứng đáng với năng lực của mình. Hai tháng tới này, bạn có thể hào phóng thưởng cho bản thân một món quà mà không cần phải lo tốn kém. Một số con giáp sau khoảng thời gian tích góp cộng với túi tiền rủng rỉnh hiện tại thì việc mua nhà, sắm xe hay sửa sang lại nhà cửa cũng dễ dàng trong tầm tay. Tuy nhiên, trong hai tháng tới bản mệnh cần chú ý hơn cách cư xử của mình. Làm gì cũng cần phải nhìn trước ngó sau. Đừng quá tự cao tự đại hay ăn nói ngạo mạn kẻo tiểu nhân gây chuyện. Đặt điều thị phi nhằm cản trở sự thăng tiến, làm ăn kinh doanh của bạn đấy nhé. Về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ trong hai tháng tới, tiếc rằng phương diện tình duyên của người tuổi Đinh Tỵ lại không được lý tưởng dưới tác động của cục diện ngũ hành tương khắc. Có lẽ đây là lúc bạn cần xem lại cách hành xử của mình, chớ nên vô tình hoặc cố ý gây tổn thương cho người khác, đặc biệt là với những người thân thiết nhất. Trong gia đình, bạn cần nhường nhịn, bao dung và lắng nghe cảm xúc của nửa kia nhiều hơn. Đừng nên bắt đối phương mãi nghe theo sự sắp đặt của mình. Mỗi khi có mâu thuẫn nổ ra, bạn cũng chớ nên hiếu thắng, muốn mình trở thành người thắng cuộc trong mọi tình huống. Trên thực tế, vợ chồng hơn thua nhau sẽ chẳng đem lại cảm xúc tích cực cho bất cứ ai mà chỉ khiến bầu không khí trong nhà thêm căng thẳng mà thôi. Tuy nhiên, trên thực tế thì mâu thuẫn giữa vợ chồng bạn không quá lớn. Chỉ cần bạn chủ động xuống nước với nửa kia, đôi bên bình tĩnh ngồi lại trò chuyện với nhau thì mọi vấn đề đều có thể nhanh chóng khắc phục. Với người còn độc thân, trên thực tế thì bạn có được người thân quen giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Bạn nên mở lòng hơn để tiếp xúc với mọi người, chớ nên sống mãi trong thế giới riêng. Chỉ khi tiếp xúc, giao lưu với mọi người, bạn mới nhận ra ai là người tốt, ai là người phù hợp với mình. Đừng nên giữ những quan điểm tiêu cực ngay từ đầu. Tử vi sức khỏe tuổi Đinh Tỵ tháng 10, tháng 11 âm lịch. Người tuổi Đinh Tỵ giữ được tình trạng sức khỏe tốt trong tháng 10 và tháng 11 âm lịch này. Nhiều tin vui tới tấp trong sự nghiệp cũng như tài lộc khiến bạn luôn tràn đầy hăng hái và nhiệt huyết. Tuy nhiên, dù công việc có đang phát triển thuận lợi đến thế nào đi nữa,
bạn cũng chớ nên làm việc gì quá sức. Nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì bạn nên nghỉ ngơi ngay. Làm việc khi mệt mỏi không những gây hại cho sức khỏe mà còn khiến bạn dễ mắc lỗi sai, phải tốn công khắc phục. Nếu có thời gian rảnh, bạn nên tích cực tham gia các hoạt động tập thể, thể dục, thể thao. Những hoạt động này không chỉ giúp bạn thấy khỏe mạnh, sảng khoái hơn mà còn giúp bạn mở rộng mối quan hệ, đem lại tác động tích cực cho sự nghiệp. Hơn nữa, Đinh Tị biết đấy, thói quen ăn uống quyết định phần lớn tới thể trạng của bạn. Bởi vậy, hãy thay đổi những thói quen xấu bằng những thói quen lành mạnh hơn. Cụ thể, bạn nên bỏ hút thuốc, uống rượu bia, thức khuya, ăn đồ ăn nhanh, thực phẩm đóng hộp. Thay vào đó, thực hiện ăn ngủ đúng giờ giấc, tập luyện thể thao đều đặn. Dần dà thể trạng sẽ được nâng cấp, sức khỏe dồi dào. Sang tiết lập thu, dương kim vượng, nhắc nhở bản mệnh chú ý bảo vệ hệ hô hấp, đề phòng những bệnh lây lan qua đường này, hạn chế những đồ ăn quá lạnh, không nên đi ra ngoài vào ban đêm nhiều dễ nhiễm lạnh, nhất là trong tháng cô hồn. Khi thấy có triệu chứng ho hắng dù nhẹ cũng đừng chủ quan. Có thể dùng các bài thuốc dân gian để chữa trị như chanh đào mật ong, rau diếp cá với nước vo gạo, ngậm kẹo gừng. Và bây giờ là vận trình chi tiết của tuổi Đinh Tỵ theo vận trình chi tiết từng tháng như sau. 1. Tử vi tháng 10 âm lịch. Xem tử vi tháng 10 năm 2024 tuổi Đinh Tỵ âm lịch, được cục diện lục hợp che chở. Vận trình tháng canh thân của người tuổi Đinh Tỵ khá sáng. Tuy cũng có lúc thăng lúc trầm nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn nằm ở đúng vị trí vốn có của nó. Bản mệnh ít phải lao tâm khổ tứ. Công việc trong tháng nhiều sự thuận lợi dù cường độ nhiều, áp lực tinh thần cũng không nhỏ. Nhị hợp quý nhân nâng đỡ. Hầu hết các kế hoạch đều tiến hành suôn sẻ. Quan hệ xã giao hài hòa, mở ra con đường thăng quan tiến chức. Nhưng làm gì cũng nên lấy ổn định làm trọng, không được nóng vội kẻo hỏng việc. Thời điểm này bạn nên dành thời gian quy hoạch lại một vài hạng mục công việc, lập kế hoạch cụ thể để không bỏ lỡ thời cơ tốt, chuẩn bị bứt phát cho thời điểm cuối năm. Hãy cứ nhớ, làm việc có đầu có cuối, nỗ lực và kiên trì tới cùng sẽ thành công. Tài lộc cũng đang trên đà khởi sắc, làm ăn buôn bán phát đạt, chi tiêu có phần thoáng hơn, không phải lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên, giữa tháng có dấu hiệu biến động tài vận khá mạnh. Đầu tư hay kinh doanh đều phải thận trọng. Quản lý tài chính chặt chẽ sẽ tránh bị thất thu. Tinh thần phấn khởi là yếu tố quan trọng nhất giúp sức khỏe của tuổi Đinh Tỵ trong tháng khá ổn định. Có điều, chú ý sử dụng dao kéo, đồ sắc nhọn, đi đứng thận trọng kẻo gặp họa hình thương trong tháng cô hồn. Quý nhân, Mão, Sửu, tiểu nhân, Thân, Mùi. Con số may mắn 23, 68, 19. Màu sắc các tường, đỏ, nâu. Tử vi tuổi Đinh Tỵ tháng 11 âm lịch. Cuộc sống của con giáp tuổi Tỵ tháng này rất năng động bất chấp hoàn cảnh có thế nào đi nữa. Bản mệnh rất chủ động trong việc làm mới cuộc sống của mình. Sự nghiệp lúc này được đề cao, nhận được sự tập trung cao độ trong cuộc sống của bạn. Nguyệt lệnh lâm đế vượng là sao tốt, giúp cho công việc của bản mệnh mỗi lúc một vượng phát, càng lúc càng tăng tiến công danh. Tình hình tài chính của bạn được cải thiện rõ rệt khi bạn rất chịu khó tìm kiếm các cơ hội để đầu tư, kinh doanh giúp tiền đẻ ra tiền. Thế nhưng đừng vì chút khó khăn lúc khởi động mà vội bỏ cuộc nhé con giáp tuổi Tỵ. Cơ hội vẫn còn dù là trong điều kiện khó khăn. Kiếp tài quấy phá khiến bản mệnh phải lao tâm khổ tứ không ít. Có thể vì tính quá tinh hoặc thích làm hài lòng mọi người mà thôi. Bạn không đủ nhạy cảm và tinh tế để đánh giá vấn đề chỉ vì quá tập trung vào một số điểm không thực sự quan trọng. Bạn cũng có thể gặp trở ngại, không góp mặt được vào các cuộc hội họp quan trọng, nơi có thể cung cấp cho các bạn nguồn tốt để nâng cao cơ hội phát triển sự nghiệp.
Sức khỏe tháng 11 âm lịch của tuổi Tỵ không được đảm bảo khi bản mệnh luôn có cảm giác bất an, không có được giấc ngủ ngon như mong muốn. Ngũ hành tương sinh hậu thuẫn cho vận trình tình cảm của bạn hanh thông, thuận lợi, nhất là người độc thân. Hứa hẹn sẽ có những câu chuyện thú vị cùng người khác giới, cho dù đó chỉ là vài ba lời tán tỉnh cho vui cũng đủ khiến tâm trạng của bạn trở nên tốt hơn. Quý nhân Mão, Sửu, tiểu nhân Thân, Mùi, con số may mắn 25, 16, 89, màu sắc cát tường vàng, đỏ. Quý vị thân mến, chuyện làm ăn buôn bán thành công hay lụi bại không chỉ phụ thuộc vào bản thân người tuổi Đinh Tỵ mà còn phụ thuộc vào người hợp tác làm ăn cùng quý bạn. Vậy nên việc chọn tuổi hợp làm ăn với Đinh Tỵ nữ nam để mang lại sự hòa hợp và thuận lợi, đạt nhiều thành công, phát tài phát lộc là vô cùng quan trọng. Vậy tuổi Đinh Tỵ hợp làm ăn với tuổi nào nhất? Tuổi Đinh Tỵ hợp làm ăn với tuổi Nhâm Thân, Quý Dậu, Ất Sửu, Giáp Tý, Nhâm Dần, Giáp Thìn, Canh Tuất, Tân Hợi thuộc mệnh Kim, thì người tuổi Đinh Tỵ thường làm trợ lý hoặc cấp dưới của những người mệnh Kim thì công việc mới thuận buồm xuôi gió. Tuổi Đinh Tỵ hợp làm ăn với tuổi Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Giáp Thìn, Ất Tỵ, Bính Dần, Đinh Mão, Giáp Tuất, Ất Hợi thuộc hành hỏa thì công việc làm ăn thuận lợi, được thịnh vượng. Khi người sinh năm 1977 kết hợp làm ăn với những người có mệnh thổ Bính Thìn, Đinh Tỵ, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Canh Tý, Tân Sửu, Canh Ngọ, Tân Mùi thì được bình hòa, hai người cùng làm với nhau, lợi thì cùng chia, thiệt hại thì cùng nhau chịu. Kết hợp làm ăn với những người mệnh thủy gồm các tuổi Giáp Dần, Ất Mão, Nhâm Tuất, Quý Hợi, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Bính Tý, Đinh Sửu thì người Đinh Tỵ có điều kiện để phát triển, thành công trên con đường sự nghiệp. Tuổi Đinh Tỵ không hợp làm ăn với các tuổi Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Mậu Tuất, Kỷ Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu, Canh Thân, Tân Dậu thuộc mệnh Mộc vì làm ăn dễ thua thiệt, công việc dễ lụn bại, gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Tuổi Đinh Tỵ hợp màu gì? Màu tương hợp, sự lựa chọn tuyệt vời và tối ưu nhất cho những người tuổi Đinh Tỵ là những gam màu thuộc hành thổ như vàng, vàng nâu, nâu đất, bởi đó là những màu bản mệnh, khi sử dụng sẽ mang lại may mắn và tài lộc. Bên cạnh đó, đừng quên những sự lựa chọn khác là những màu tương sinh như đỏ, hồng, cam, tính thuộc hành hỏa, hỏa sinh thổ, nhát. Màu tương khắc, những chú rắn sinh năm 1977 chớ nên sử dụng những trang phục, vật dụng có những gam màu như xanh lục, xanh lá nhé. Bởi đó là những gam màu thuộc hành mộc, mà mộc khắc thổ. Nếu sử dụng sẽ đem lại vận xui và những điều không may mắn. Kính thưa quý vị, trong con người ta luôn có cả mầm thiện, luôn có cả mầm ác. Mầm thiện là sự bao dung, sự vị tha, sự biết nhường nhịn và những tính tốt khác. Mầm ác cũng có nhiều, nhưng nhà Phật quy vào ba chữ tham, sân, si. Khi ta sống giống như ta đang bơi trên một dòng sông lớn. Có người may mắn có được dòng sông êm ả, sinh ra trong điều kiện no đủ, thì họ cứ thong thả mà bơi, ung dung mà tự tại. Và mầm thiện trong họ do hoàn cảnh tốt cũng dễ trổ hơn so với nhiều người. Có người xui xẻo, nước sống chảy xiết, sinh ra đã trong cảnh cơ hàn, cha sinh mẹ đẻ ca quan tâm, vất vả ngược xuôi ca người trợ giúp, xung quanh toàn phường trộm cướp, toàn kẻ vô lại nọ kia, thì khi ấy cái mầm ác của họ cũng dễ trổ mầm hơn so với cái thiện lương trong người. Có ai là ca muốn sống đàng hoàng và tử tế,
Có ai là ca muốn sống thoáng tính, sống hưởng thụ, sống ca phải suy nghĩ thiệt hơn? Có ai là ca muốn sống theo cách điều chế NG khác ngưỡng mộ, sống mà vung tiền như nước, cứu người bốn phương? Nhưng ca phải ai cũng đủ điều kiện, và cuộc sống làm gì có chuyện để cứ muốn là xong. Trên dòng sông cuộc sống, sẽ có lúc nước xiết, có lúc thác đổ cuồn cuộn, có lúc xoáy nước dìm ta. Và khi đó cũng là lúc con người ta lạc lối, đánh mất bản tâm, đi vào ngã rẽ, với tính xấu mưu toan. Nên dù bạn có là tuổi của sự quân tử, cũng luôn có kẻ đại gian. Dù có là tuổi của sự hiền lành, cũng luôn có kẻ đại ác. Cái quan trọng mà ta cần nhớ và hiểu, trời ca sinh ai ra để làm kẻ gian hùng? Là môi trường xung quanh biến con người ta thành người như vậy. Nhưng cuộc sống dù có khó khăn, số mệnh dù có bon chen vất vả, thì việc sống đớn hèn hay ca là do bản thân ta lựa chọn. Và dù ta có lỡ sai, có lỡ một lần mầm ác lấn cái mầm thiện, thì hãy cứ nhớ, khổ ải vô biên, hồi đầu thì ngạn. Biết sám hối, biết sửa đổi, biết tự tha thứ cho bản thân, biết tự bao dung lấy cuộc sống bên ngoài. Sai ca đáng sợ, đáng sợ là biết sai nhưng ca sửa, rồi để mình trở thành kẻ vô lại. Phương tiểu nhân lúc nào ca hay. Và cũng cần nhớ, sống ở đời, người cho đi chính là người khôn, người chịu thiệt chính là người khéo, người hay bị thị phi, bị hãm hại chính là người vô nghiệp, họa hại tai ương đều bị kẻ gian gánh hộ. Những người như thế, đầu đời có thể vất vả, tuổi trẻ có thể ngược xuôi, nhưng tương lai ca thể đo đếm được khi nhân quả bồi hoàn, vận phúc hồi thân, triệu điều như ý, phú túc an khang. Thưa quý vị, có những thứ bạn càng mong bạn càng bị vụt khỏi tầm tay, và bí quyết thoát nghèo cũng không phải ngoại lệ. Chỉ khi bạn chấp nhận thực tế để nỗ lực vươn lên, tốt hơn lên mỗi ngày mới là khôn ngoan. Ai cũng mơ về cuộc sống giàu có sung sướng, nhưng hầu hết chúng ta toàn làm sai cách. Nên dù có chăm chỉ, nỗ lực nhưng không đúng chỗ thì cũng chỉ là công giả tràng mà thôi. Vậy làm thế nào để cuộc sống của bạn có thể thay đổi? Dưới đây là bốn nguyên tắc Phật dạy, hay còn gọi là bí quyết thoát nghèo mà bạn nên biết. 1. Dù nghèo vẫn cố gắng giúp đỡ người khác. Đừng cho rằng mình nghèo nên không có khả năng làm gì, ngay cả việc hỗ trợ ai đó. Việc mong muốn giúp đỡ xuất phát từ trong tâm là hành động tốt đẹp nho nhỏ, đủ làm ấm áp tình người. Thời xưa đã có người từng hỏi Phật, con nghèo quá, không có gì để bố thí cả. Phật trả lời, không ai nghèo đến mức không có một hạt cơm để bố thí cho con kiến. Nhiều người thường nghĩ đợi khi nào mình thật giàu mình sẽ giúp đỡ mọi người. Nhưng đợi bao giờ bạn mới giàu đây? Thực tế, việc giúp đỡ người khác không nhất thiết phải đợi đến lúc bản thân có đầy đủ khả năng, tiền bạc. Đọc qua bài viết, khi nào có thể giúp người? Tiểu đồ đệ bất ngờ khi tìm ra câu trả lời, bạn sẽ hiểu rằng chúng ta có thể ra tay giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh. Vì thế, hãy thực hành ngay từ lúc này. Đúng là người giàu làm phước rất dễ dàng, nhưng vẫn không thể quý bằng người nghèo giúp được một người qua cơn đói với bữa cơm đạm bạc. Sự cố gắng chia sẻ thiếu thốn với người khó khăn hơn mình là phước đức rất lớn, là quà tặng của đất trời ban tặng cho người nghèo. Nhờ vậy mà cuộc sống sẽ được tốt dần lên. 2. Không bao giờ mong giàu. Nghe có vẻ nực cười khi bí quyết thoát nghèo lại là không mong mình giàu. Nhưng bạn nên hiểu rằng nếu bạn muộn phiền, dằn vặt, đau khổ chỉ vì mình chưa giàu nổi thì có phải là điều gì tốt đẹp? Ít nhất chúng ta phải biết chấp nhận hoàn cảnh và từ đó có động lực vươn lên. Không nên như những kẻ khát khao giàu có quá mà làm những việc tổn phước để có được tiền bạc. Họ đâu biết rằng nếu phước đức không lớn thì lúc nào đó tiền bạc đó của bạn rồi cũng sẽ đổi nón ra đi. Nhiều người cứ nghĩ rằng giàu có mới có khả năng làm phước.
Nhưng không phải vậy. Chúng ta phải làm phước. Phải có phước thì mới có tiền. Đó là lý do theo lời Phật dạy về giúp đỡ người khác, đổi vận không ngờ từ việc làm nhỏ. Phước ở đây chính là những việc làm lợi ích chúng ta giúp người, giúp đời. Còn suốt ngày chỉ ngồi nghĩ về tiền thì tiền càng không đến. Càng mong muốn nhiều tiền thì tiền càng không có. 3. Nghèo khổ cũng là cơ hội. Chúng ta tồn tại trên đời này là để học tập một điều gì đó. Ví dụ như chúng ta đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Nghèo khổ là để chúng ta thấu hiểu hoàn cảnh những người cùng cảnh ngộ. Thương yêu những người khác đang bị xã hội bỏ quên. Có như vậy thì cơ hội thành công của chúng ta sẽ cao hơn khi chúng ta thấu hiểu lòng người. Biết đặt vị trí của mình vào vị trí người khác dễ dàng hơn. Thương yêu được mọi người là chất liệu, nền tảng của những việc thiện lành, những việc tạo ra phước đức giúp chúng ta vượt lên. Vì những người sinh ra trong cảnh giàu có thường không thể thấu hiểu và cảm thông được nỗi khổ của người nghèo vì họ chưa từng trải qua. 4. Hiểu rằng mình nghèo là do mình đã từng sai lầm. Chắc có đôi lần bạn phân vân tự hỏi vì sao có người sinh ra đã là công chúa, hoàng tử. Trong khi đó, có người sinh ra lại là con của một người ăn mày. Đó là do duyên lành từ trong quá khứ đã tạo ra quả ngọt ở kiếp này. Những người mà chúng ta hay cho rằng họ may mắn, thực ra họ đã sống thiện lương, giúp đỡ nhiều người ở kiếp trước và nay họ được đền đáp lại mà thôi. Bí quyết thoát nghèo ở đây đó là hiểu ra vì sao bạn nghèo. Có thể một phần lý do là quá khứ chúng ta đã phạm sai lầm nào đó. Chỉ khi nhận thức được điều này chúng ta mới thức tỉnh bản thân, tránh xa những điều gây tổn hại cho người khác, đồng thời sám hối những gì chúng ta đã làm trong quá khứ. Sám hối ở đây là phải có thái độ đúng, phải biết chắc chắn mình đã phạm sai lầm gì đó trong quá khứ mà bây giờ không tự nhìn ra được. Chính cái biết này là sự sám hối âm thầm giúp ta nhanh chóng thoát khỏi nghiệp cũ. Có thể bạn muốn tìm hiểu thêm, sám hối có xóa sạch được tội lỗi. Cũng có thể chúng ta chẳng thể đủ duyên để biết mình đã phạm lỗi lầm gì trước đây. Vì thế ở hiện tại cứ cố gắng tránh gây ra thêm lỗi lầm ở hiện tại vậy.